Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng MBG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MBG đến từ server Taiwan anh em nhớ. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ classic cơ bản của server Taiwan. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like và subscribe kênh Đường Hơi YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép. Liên tục được cập nhật và chia sẻ hàng ngày trên này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Đâm vào cái mình và Đâm vào YouTube này em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên rồi. Hotaru của server 196. Chắc chêu vâng ạ. Rất khó chịu, lấy luôn Kukari với khả năng cắt lún của mình chăng. Xong suy nghĩ lại à? Xong có suy nghĩ lại không? Kiểu pick xong có suy nghĩ gì không anh nha. Elizabeth. Vanessa và Nisi. Kèo này thì bạn lấy gì ra để chống vậy? Vâng ạ, tôi thắc mắc là bạn lấy gì ra để chống mà. Lấy gì ra để chống? Ui dồi, loi zom luôn nhỉ. Đúng cho bạn loi zom luôn nhỉ. Lão pep thì chúng tôi à? Đúng không? Một mạng. Bạn không có bất kỳ một cái cơ hội nào để chiến thắng game này. Bạn thích Kukari à? Nghe tôi để lại cho Kukari bạn chơi. Có lẽ là một người chơi hâm mộ Kukari chăng anh nhá? Có lẽ là vậy chứ nhỉ, đúng không? Ghê gớm này nhỉ. Liệu thằng Quarry này khi mà trở lại nó có chết luôn không nhỉ? À đâu, nó đã chết đâu. Vừa đấy đúng không? Nó đã chết rồi nhỉ. Bây giờ nó mới hẹo đấy chứ, đúng không? Vừa nãy nó đã chết rồi nhỉ. Bây giờ nó mới hẹo đấy chứ. Bây giờ nó mới hẹo chứ. Bây giờ nó mới hẹo đấy chứ. Nói chung là chả có cơ hội nào dành cho bạn ở đây hết. Tôi đã bỗ ra đi bạn. Ủa, thế mà mẹ cheat không giết được nổi thằng nào hát anh em. Một nhịp của thằng cheat không, mà không méo chết được con nào hát ở phía sau hay hơi lạ. Chết mới hơi lạ đúng không? Đối thủ pick Kukari thì anh em biết rồi đúng không? Gần như là không có cơ hội để chiến thắng mình game đấu vừa rồi. Đã cùng đến game đấu tiếp theo nữa. Hao hạ gì nhở? Ad của server 132. Gonit Zasio lương. Kèo này. Lấy Gonit. Lấy Zasio. Không lấy ra siêu á mẹ, dạo này mình gặp mấy thằng pick ngáo thế nhỏ. Điều gì đang diễn ra vậy? Game đấu trước thằng ngáo, game lạnh cũng có thằng ngáo chê ra siêu
lại thật sự rất khó hiểu những tình huống bích tướng như vậy anh em nhỉ, thật sự là khó hiểu. Cùng đến video tiếp theo nhỉ. Chip của xe 197 Vanet Mivic giáp cờ lạc càng đấy, kèo này tương đối là càng này. Lấy Mythic à? Con nào giải hiệu đúng rồi? Unit lúc cần này, có lúc sẽ phải cần đấy nhỉ. Có lúc sẽ cần đấy. Chúng ta đi thôi nhỉ. Ui dồi, thế mà không chết á. Ảo nhở, ta đi mà sống qua mẹ này. Hai phát đấm của hai con kia thì hơi ảo ấy. Súng có hai phát đấy là hơi ảo. Mẹ, cái thứ mang Gunit vào. Thứ mang Gunit vào phải ngon. Yên tâm phần nào anh nhỉ, lên được sàn yên tâm trong phần nào ấy. Chém nhau với nó mà lại không chém thì hơi sai. Cơ hội để chém nhau với nó mà không chém thì lại hơi sai anh em ạ, đúng không? Xem nó lại hơi sai. Khó chịu mẹ, mày giáp được Gunit hồi sinh nhưng không bay mẹ màu rồi.
Vãi lọ thật. Mười phũ đi mi tích nha. Mười phũ đi mi tích nha. Mười phũ đi nha mi tích nha. Hơi phũ đã mi tích nha, nhưng vạn nét của anh thì mạnh hơn. Siêu. Cũng đến hiệp đấu tiếp theo này anh em ơi. Vạn nét của anh thì mạnh hơn. Hiệp đấu tiếp theo là gì ạ? Choi của server 195. Gunitit. Kèo này biết đánh mới lừa chết Gunit anh em. Kèo này biết đánh mới lừa được Gunit. Gunit Benny hơi mệt đấy. Monique Benny là hơi mệt đấy nhá. Còn lấy nốt con tanh của mình nào thật. Lấy luôn con tanh của mình mới láo thật đấy. Xa nhau ra đã. Anh còn mình cách xa nhau ra. Ừ, bạn bảo đứng cách xa nhau ra thì ba con này lại bâu vào nhau. Vẫn phong cách như vậy rồi. Không thay đổi thì thỏng nó. Vẫn thế thì hỏng rồi. Vẫn thế thì hỏng rồi. Chịu cho nổi anh em. Mình thấy cái sức nào chịu cho nổi. Mẹ chít còn đéo con nộ kìa. Giờ chít con nộ đi. Làm con nữa vào nó. Nam con nữa vào thôi. Ừ nhờ lại chém init mất chứ lại. Nó mẹ mày ghi si bố. Vã VC con này. Mày quá, thằng ấy lại lên nộ. Linh lại lên nộ. May thật anh em ạ. Linh lên nộ không giờ này mình đang khóc. Linh lên nộ không giờ này mình đang khóc rồi. Đến đây thì cái cơ hội là cho bạn nữa. Mày quá, thằng Linh của mình lại lên nộ trong cái nhịp trước. Không ngờ mẹ đang go deep vãi đằng cheat của mình là mệt rồi nhá anh em nhá. Được không? May mắn là chúng ta tỉnh táo như vừa rồi. Cũng may đi nha. Mai của server 58. Ờ mẹ kèo này phải sun rồi. Bắt buộc nó phải lấy Robert với cả Yoli. Bạn lấy thế thì các nào bạn tự sát mẹ mày sút của tôi à ganh đi chứ à đả đấy chứ. Ôi bạn ơi, cơ hội nào dành cho bạn vậy.
lần one shot one kill, combo này nó khốc liệt quá, bạn ơi. One shot one kill rồi bạn ơi. Combo này thật sự nó khốc liệt cho bạn quá rồi. Bạn lấy gì ra bạn chống cái combo này của tôi vậy? Terry mà lại sai lầm à? Mang Terry mà sai lầm mà không quả này lại mình giết mẹ thằng kia rồi. Terry mà sai lầm rồi. Terry chết đi. Mày chết đi. Chưa chết để anh kế thừa sang người khác đấy. Mẹ mày chết thì để anh còn kế thừa sang người khác chứ. Mà anh em nhỉ. Toang rồi. Hết bài rồi. Chuyển sang tay là xong rồi. Anh em. Này cứu rồi. Này, nó một vô chết, đúng là đen đủi. Đừng nói với tôi một vô chết thật nhá. Mẹ chuyển sang tay rồi mà hết nội tại rồi mà anh em. À, không có nổ à? Ôi đôi, lần này thì hai tay thì chết. Một tay thì sống nhưng hai tay thì lại chết à? Hai tay thì lại mò cái nhà mà. Ê, lại sai quá, mẹ lại cho Terry vào để con robot nó mút Terry lúc đầu. Sai sách thật sự anh em. Ok, đây clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. See you again và thank you.